Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Anh chị ơi, hôm nay có một chú rất là thân thương đã theo dõi kênh bán hàng YouTube của Trần Anh rất là lâu rồi nè. Cái con Chevrolet đời 2010, chú là từ Sài Gòn, chú đã lên trên tận trên salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 của em mua xe rồi nha anh chị nha. Chiếc xe nè, đồng sơn nó còn mãi với thời gian luôn. Đây là con Chevrolet đời 2010 rồi anh chị. Xe này Trần Anh đã bán rồi nha anh chị nha. Bây giờ là 4:30, chú đã có mặt tại salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 bên Trần Anh, đang tiến hành là thu mua xe đây. Bên em còn rất là nhiều xe phục vụ đến tay người tiêu dùng nha. Đây là chú đây, một người chú rất là thân thương luôn, đến trực tiếp bên salon ô tô bên em làm việc đây. Bên em bây giờ đang chuẩn bị làm giấy tờ cho chú là xong rồi. Xe này xe chính chủ luôn nha. Là chú nè, chú đi rất là xa luôn, từ thành phố mà lên tới trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng luôn. Bên Trần Anh còn bán rất là nhiều xe anh chị nha. Trần Anh sẽ luôn cập nhật về những mẫu xe giá cả hợp lý, vừa túi tiền đến với tay người tiêu dùng. Life City đời 2009, con này bên em bán giá 210 triệu. Là form xe bên tổng công ty salon ô tô miền Nam 1 đây. Gencha nè anh chị, Gencha đời 2008. Đây là, cái đây là con Daegu Gencha đời 2008. Bên em con này bên em bán 185 triệu nha anh chị nha. Chiếc xe thì còn mãi với thời gian luôn. Chevrolet đời 2009. Đây nè, con Chevrolet đời 2009. Một màu trắng ngọc trinh, bản số 49A 20788. Bên này con em bán giá 125 triệu anh chị nha. Anh chị lên trực tiếp tận salon, bên em có bớt cho anh chị luôn. Toyota Altis Corona, con này đời 2005, bên em bán giá là 300, có bớt cho anh chị luôn nha anh chị nha. Đá su nè, chiếc xe của con đá su cửa lùa đây. Con này dòng 7 chỗ anh chị nha. Con Ford, con Ford em đã bán rồi nha anh chị. Đây này còn con Ford Everest nè, đời 2007. Con này bên em bán giá 350 triệu. Bên em rút hồ sơ sẵn rồi anh chị mua về, anh chị chỉ việc nhập thôi nhé. Ra tên cho anh chị là anh chị nhập thôi. Con Ford Ranger đời 2006 nè. Con này máy dầu, xài hai cầu, turbo, đầy đủ hết. Con này bên em bán giá 240 triệu nha. Đây nè, con Ford Ranger đây. Ford Ranger hai cầu máy dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Innova đời 2009 G-Sin. Con này bên em bán giá 370 triệu anh chị nha. Con em còn một con Kia Forte đây. Con này sản xuất năm 2013, bản số 49A19789. Sơn rin con xe này phủ hết toàn diện nguyên con anh chị nha. Không có một xíu là chỗ nào là sơn dặm luôn. Đây là biểu tượng Kia Forte nè anh chị. Cụm đèn nè, cụm đèn hậu nè, nguyên rin theo xe luôn. Đẹp từ trong ra ngoài luôn anh chị ạ. Trải nghiệm cùng Trần Anh Ô Tô đến với những mẫu xe hot nhất của tổng công ty salon ô tô miền Nam anh chị nha. Chất xe thì còn mãi với thời gian luôn. Nội thất nè, cái con này full option anh chị ạ. Đây nè, dàn tắp bi cửa đây, tắp bi cửa bên tài nè, phô lăng nè, full luôn nha. Con này là nút đề xa thóp, trang bị màn hình DVD Android, điều hòa tự động hết. Đây là số tự động anh chị nha. Có cửa sổ trời nè anh chị ạ. Đó, có cửa sổ trời nha, đầy đủ chức năng hết. Anh chị nào mua thì liên hệ đến Trần Anh Ô Tô nhé. Và một lần nữa Trần Anh Ô Tô cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian qua. Đó là form xe nè. Chất xe còn mãi thời gian và năm tháng luôn. Em còn một con Hyundai Galopper. Con này là dòng bán tải hai chỗ, hai cầu, xài máy dầu, bốn vỏ rất mới anh chị ạ. Bốn vỏ rất mới nè, bốn ôm đúc nè. Đó, form dán đây. Galopper nè anh chị. Chiếc xe là còn mãi với thời gian luôn nhé.
bốn vỏ mới, bốn bông đúc mới luôn nè. Đó, chiếc xe đây Hyundai Galopper, kiểu dáng đẹp, form dáng rất là ok anh chị ạ. Đây là con Hyundai Galopper nè, con này đăng kiểm tháng 11 năm 2019. Biểu tượng logo Hyundai đây là trước là cản nè, bản số 60D00091, số bù luôn. Cụm đèn của nó là nguyên rin nè, nguyên rin cho xe hết nè. Bốn vỏ rất mới nha, bốn vỏ nè, bốn bánh đẹp như nhau anh chị nha. Đây nè, Hyundai nè, Galopper nè, biểu tượng con xe đây, bốn vỏ nè. Đó, chiếc xe nguyên zin theo xe đó, còn mãi với thời gian và 5 tháng luôn. Con này máy dầu, xài hai cầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị nha. Hai cụm đèn trước còn rất mới, trợ lực lái rất là nhẹ nhàng anh chị ạ. Kia Forte đó nè anh chị ạ. Đó, rất là nhiều xe luôn. Đó, một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị. Trần Anh chúc anh chị có một buổi chiều thật là vui và tràn đầy hạnh phúc nhé. Đây, bên em đang làm giấy tờ cho chú nè. Chú có cảm nhận gì khi chú tới tận salon ô tô miền Nam bên cháu mua xe không ạ? Buồn quá, hết tiền rồi đi về. Chú buồn quá anh chị ạ, chú kêu chú hết tiền chú đi về. Em mới chở chú, em mới chở chú đi đổi tiền đô xong anh chị ạ. Đây nào, bên em anh trai của em đang làm giấy tờ mua bán cho chú đây. Này là mod hả? Rất là vui vẻ. Đồ mod đó, đồ mod đó chú. Đây nè, cái này đơn giản mà lắp và mở thôi. Đó, hồ sơ thì đã đưa đầy đủ cho chú rồi, xe này xe chính chủ Chevrolet Highland 10. Có một hóa đơn của công ty luôn nha anh chị nha. Đây là công ty salon ô tô miền Nam nè. Chi nhánh 1 là do Trần Anh đứng ra chịu trách nhiệm bán hàng toàn diện cho tổng công ty salon ô tô miền Nam anh chị nha. Trần Anh luôn luôn thể hiện đẳng cấp phong cách của những người sử dụng và bán cho anh chị những dòng xe từ xe rẻ tiền đến xe cao cấp để phục vụ anh chị có những cái chiếc xe máy đi tốt dùng bền trong cái thời gian mưa bão này nha anh chị nha. Đó, giấy tờ đầy đủ hết rồi. Đây là hợp đồng mua bán xe ô tô rồi, bên em đã có đầy đủ và có mộc của bên công ty đóng dấu hết rồi nha anh chị. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ. Em xin chào ạ.